Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con Giga H55M X2 nha các bạn. Review là 1.3. Hiện trạng của con này là không tích được nguồn nha các bạn. Sau khi mình kiểm tra sơ bộ thì mình thấy là nó chạm nguồn 12V nha các bạn. Nó chạm nguồn 12V. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem nha các bạn. Đang bị chạm nguồn 12V cho nên là mình không kích được nguồn nha các bạn. Rồi các bạn quan sát đồng hồ của mình. Đó các bạn thấy nè. Đó, tổng trở đang không ôm nè. Ok nha các bạn. Đó, tổng trở nó bị chạm luôn nè. Rồi bây giờ tiến hành mình sẽ cách ly cái khu vực nguồn CPU nha các bạn. Đó, khu vực 12V, mấy con phép 12V đưa vào nha các bạn. Mình sẽ cách ly để xem rồi nó bị ở vị trí nào nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ cách ly con DQ1 nha các bạn. Để xem DQ1. Đây, mình sẽ khò cái con này ra. Phải cho vị trí này, cái này là Q91, DQ1 đâu nằm ở đâu? 8 DQ9. Rồi DQ1 đây. Rồi đây nha các bạn. Đó DQ1 đây nè, chứ không phải là con này là Q91. Lộn, đây, mình sẽ cách ly con DQ1 này ra trước nha các bạn. Mình sẽ cách ly những cái con phép ở vị trí nguồn 12V cấp vào nha các bạn. Con phép đầu á.
Wow, tổng trở đã lên này nha các bạn. À, chết cái khu vực DQ1 rồi. Đây, tổng trở đã lên. Là các bạn quan sát đồng hồ. Rồi, tổng trở đã lên cao nha các bạn. Rồi, khả năng là chết cái con phép dưới luôn. DQ2 hoặc là DQ3 sọt mắt. DQ2 DQ3 hai em này tại vị trí này luôn nha các bạn. Ok, đây như vậy nguồn 12V này đã hết sọt này nha các bạn. Ok các bạn, đó nguồn 12V là hết sọt rồi nè. Bây giờ mình sẽ đo cái con DQ1 nè. À. Chết đây á. Đây. Đó, BQ1 chết. Rồi, tiến hành tiếp. Một cặp DQ2 và DQ3 nha các bạn. Nó bị còn bị hông mát. Nguồn CPU này nha các bạn. Nè các bạn quan sát. Đây ngay cuộn dây à, đây lần hai này nha các bạn, đây lần hai đúng không, đúng rồi, vào cuộn dây đây lần hai này. Đây bây giờ mình sẽ cách ly DQ2 và DQ3 luôn nha các bạn, xem là cái nguồn CPU hết sọt chưa. Sau đó mình sẽ kiếm những con phép khác mình gắn vào nha các bạn. Gỡ DQ2 trước, hai con chắc chết một con. Rồi lên cao. Ok nè. Như vậy là chết DQ1 và DQ2 nha các bạn. Đó, ok nè. Đó, tổng trở lên cao nha các bạn. Đây mình sẽ đo luôn. Đó, sọt luôn. Rồi. Mình sẽ kiếm một cặp khác mình thay vào.
này mình vừa hàn xong hai con phết DV1 và DV2 nha các bạn. À, bây giờ bắt đầu mình sẽ đo lại. Okay. Như vậy nguyên nhân ở cái H55 này do bị lỗi con DV1 nha các bạn. Phết nguồn 12V đưa vào và con DV2 hai con phết nắng nguồn servo nha các bạn. Sau khi mình thay thế thì cái men đã có dòng chạy nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở lại cho các bạn nghe tiếng beep. Sau đó mình sẽ gắn vào màn hình xem cái men có xuất hình không nha các bạn. Nguyên nhân là do bị chạm nguồn 12V nha các bạn. Rồi ok. Đây nghe các bạn, ok này nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ gắn vào màn hình. Lo này sẽ lúc kêu không. Rồi, ok. Tiếp rồi. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn vào màn hình cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ đưa máy kết nối với màn hình nha các bạn. Cái men này sẽ kết nối với màn hình xem là cái men có xuất hình hay không nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành mở máy và kích nguồn nha các bạn. Rồi máy lên hình nha các bạn. Ok các bạn, như vậy nguyên nhân ở con H55 này là do bị lỗi nguồn 12V nha các bạn. Sau khi mình xử lý xong thì máy đã xuất hình. Video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.